tàu hàng bị đâm chìm trên vịnh Phan Giang, nguy cơ tràn dầu ra biển. Giữa đêm, hai tàu chở hàng va vào nhau trên vịnh Phan Giang, Ninh Thuận. Một chiếc bị chìm, 8 người bị hất văng xuống biển nhưng may mắn thoát nạn. Trong khoang tàu chìm còn 2 tấn dầu DO và có nguy cơ tràn ra biển. Ngày 21 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương ngăn chặn sự cố tràn dầu trên vịnh Phan Giang, thành phố Phan Giang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận sau khi xảy ra va chạm giữa hai tàu hàng. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 4, tàu Hải Đạt 36 chở 2.500 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng. Khi tới cửa Vịnh Phan Giang, cách Đông Đông Nam cửa Đông Hải khoảng 6,5 hải lý, tàu Hải Đạt bất ngờ va vào, vào tàu Phúc Tinh 26 chở 3.200 tấn tôn cuộn từ Quảng Ngãi đi Đồng Nai. Tai nạn khiến tàu Hải Đạt 36 hư hỏng phần vỏ phía mũi, còn tàu Phúc Tinh 26 bị chìm. Tám thuyền viên trên tàu Phúc Tinh bị hất văng xuống biển nhưng rất may được giải cứu kịp thời lên tàu chở gạo thơ điểm bị chìm trong khoang tàu Phúc Tinh 26 chứa 2 tấn dầu DO. Thuyền viên chưa đóng van khóa dầu nên có nguy cơ bị tràn ra biển. Sau khi nhận tin báo, Cảng vụ hàng hải Nha Trang hướng dẫn tàu Hải Đạt 36 đưa các thuyền viên về cảng Cam Ranh. Hải đội biên phòng 2 và đồn biên phòng Đông Hải thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Ninh Thuận đã triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tiến hành cứu hộ và ngăn chặn sự cố tràn dầu, chống ô nhiễm môi trường biển. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận, sau khi đoàn kiểm tra khảo sát thực tế khu vực xảy ra sự cố chìm tàu, chưa ghi nhận vết dầu loang trên biển nên vẫn theo dõi và đưa ra các phương án phù hợp. Trong trường hợp phát hiện tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ kích hoạt phương án xử lý sự cố tràn dầu trên bờ biển kịp thời, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận đã phát văn bản hỏa tốc về việc triển khai quan trắc sự cố tràn dầu tại Vịnh Phan Rang, yêu cầu tri cục thủy sản tỉnh hướng dẫn các công ty và trại sản xuất nuôi tôm giống ở khu vực thành phố Phan Giang Tháp Tràm và huyện Ninh Phước thường xuyên quan trắc chất lượng nước vào để có phương án xử lý phù hợp đảm bảo sản xuất.